Với bộ ba áo Nakoro siêu Việt, Murat siêu Việt, Ngộ Không siêu Việt, các bạn có thể click vào link shop.com mình để dưới phần mô tả với giá tốt nhất. Áo Liên Quân siêu Việt, nơi thỏa mãn đam mê. Xin chào tất cả người và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Tu Len da đen, một trong những vị tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản đấu trường Nhật Bản. Vị tướng này không được tăng về sức mạnh, vị tướng này không được tăng về sát thương và những cái gọi là những yếu tố và kỹ năng khác. Vị tướng này chỉ được tăng về cái thuộc tính cơ bản khi mà lượng tốc độ di chuyển của vị tướng Tu Len phiên bản trước đó là 340. Nhưng mà trong phiên bản hiện tại đấu trường Nhật Bản được tăng lên 350. Cái tốc độ di chuyển của Tu Len bây giờ quá cao và giúp cho vị tướng này cơ động hơn, đi đảo đường tốt hơn. Đau khổ lắm, em da em ngăm ngăm đen thôi, làm gì anh phải ghét em như thế. Tu Len da đen, ui đấy, mình công nhận là team bạn rất ghét mình luôn. Từ đầu game ra ganh đảo đường như này mà ai chịu nổi đây. Ra quạt một cái nhớ nhau cả đời ở Malok ơi. Đó, sức mạnh vị tướng Tu Len được tăng sức mạnh với khả năng đó là tăng tốc độ di chuyển, mình đã nói rồi nha. Được tăng mỗi tốc độ di chuyển thôi, từ 340 lên 350, đây là thuộc tính cơ bản. Còn những cái yếu tố khác thì nó không có cái sự điều chỉnh gì như là bộ kỹ năng hoặc là sát thương. Đấy, nhưng dù sao được tăng tốc độ di chuyển, mình có khả năng được đi ganh đảo đường dễ hơn, tốt hơn, nhanh hơn để chúng ta nhanh và lâu mà. Anh em biết là chơi vừa nhanh vừa lâu thì nó mới là bền, nó mới gọi là bền lâu và kéo dài được cái khả năng phát huy sức mạnh vị tướng Tu Len. Đó, chứ còn anh em dí một chỗ thì làm sao mà chơi nổi đây. Chúng ta cần phải đi đảo đường. Amelie kìa, vừa xong nhìn thấy nó vẫn có leo lên được. Mặc dù là mình đã đi đảo đường rồi, các bạn lại đánh nhau rồi, các bạn lại bậy rồi. Bình tĩnh, mình chưa leo 4, chưa có lôi điểu. Có lôi điểu mới KS được chứ, trời ơi. Rồi, mà lúc lên bản số nha, chiến công đầu cho thỏ rồi. Và chắc chắn các bạn một điều, hiện tại Tu Len được sử dụng rất nhiều nha, không hề quên lãng một chút nào đâu. Đấy, dù sao thì được tăng sức mạnh vì vị tướng này cũng đó, có con rồng này rồi, có lôi điểu luôn, có chiêu cuối rồi anh em ra bắt nạt ngay thanh niên quyền vương. Mặt xệ. Chơi luôn này, chơi luôn, mình có tốc biến mà, lo cái gì đâu. Ôi tốc biến kia lầy quá, chơi đến cùng luôn này, mình có lôi điểu. Nhưng mà nó bây giờ mình lôi điểu không đủ, chết từ cơ. Tiếc quá, thôi ra nha, từ từ nha, lôi điểu này. Lôi điểu này có mạng, có mạng. Bình tĩnh, đông quá. Thôi anh ơi, em sai, em chốt dại một lần. Lôi điểu luôn. Thôi kìa, thỏ kìa. Phát đấy mình để lôi điểu một phát là mình lại hồi luôn kỹ năng. Sau đó là mình xử lý được những cái thanh niên còn lại. Tiếc quá, không sao, chúng ta sẽ cướp được cái con bùa xanh này. Cướp đi anh ơi. Ông cướp à, một mình em cướp sao? Buồn quá, hết mana em không cướp được. Ông thỏ này, ông cướp gì cả. Hết sạch mana đánh đấm gì đây. Khó chịu thật sự. Các bạn phải công nhận là không phải là Tu Len chúng ta, các bạn công nhận là Tu Len da đen không? Hay là nó da xanh, nhưng mà dù sao mình cứ gọi là Tu Len da đen cho nó vần đi. Trang bị cho vị tướng này thì mình sẽ để lại trong clip nhá. Trang bị thì nó vẫn thế, không có sự thay đổi gì nhiều. Tốc độ di chuyển của nó bây giờ thì nó cũng khá cao rồi. Trang bị giày thì các bạn có thể lựa chọn được trong những trận đấu tùy trường hợp, chứ không phải lúc nào cũng phải lên theo mình đâu. Ví dụ đối phương nhiều khống chế, các bạn thể lên giày kiên cường. Đấy, đối phương mà nhiều sát thương vật lý cao thì chúng ta có thể lên cái hoặc là chí mạng, chúng ta có thể lên cái giày hộ vệ để có thể giảm đi khả năng gây sát thương của đối phương. Đấy, chúng ta có giáp à. Đi ganh đảo đường như thế này mà không vừa. Đây, Lý Đít kìa, thả thính đi bạn ơi, thả thính nhanh, thả thính đi. Rồi, chơi luôn chơi. Ủa, trời ơi, lộ hàng rồi, khổ quá. Em đang định núp bụi và đợi chờ cô gái Lý Đít đi qua. Một cô nàng thích bụi cao, thích bụi cỏ và thích bụi cao, những tán cây xanh dờn chứ. Rồi có mạng đường trên kìa, bây giờ mình chạy lên không kịp rồi, nó đã vơ vét xong mạng của Amelie rồi. Khổ lắm cơ, đi đảo đường như thế này mà chưa vơ vét. Đây có hàng ném choáng. Ui ôi hay quá. Lôi điểu thành công, có mạng này rồi, có thêm mạng của tụi ông này kìa, nó tốc biến kìa, một mạng nữa. Trời ơi, mình đã sử dụng hết bộ kỹ năng, đầu tư cả tốc biến rồi mà. Ôi dù sao thì cũng hỗ trợ được cho đồng đội. Nằm sấp mặt luôn, đáng ra ấy, mình đã định tốc biến sử dụng chưa hai vào, nhưng mà mỗi tội là không kịp thôi. Mỗi tội không kịp, nhưng lần này là có mạng này, đấy chưa? Tranh thủ đánh vị tướng Tu Len, thường cái kỹ năng ăn mạng tốt nhất cho chúng ta đó là lôi điểu. Đấy, có được lôi điểu,
là chúng ta sẽ có mạng nếu mà đối phương còn một xíu máu trong cái tầm ngắm thôi nhá. Ép được cái trụ này thì ép luôn, nhưng mà nếu mà không ép luôn bạn ơi, ép luôn đi, kệ đi, chưa có ai. Chúng ta cố gắng lấy cái trụ này, thôi bỏ thôi, quyền vương bỏ thôi. Ông hàm hổ dù sao lấy được nửa cây máu của trụ rồi. Ok, bắt đầu tiến hành, mình vừa đi vừa ganh vừa farm nhá. Bây giờ lại còn được cả con bùa xanh bùa đỏ đến này thì thơm biết mấy anh em ơi. Đó, cố gắng làm sao trong giao tranh kích hoạt được cái nội tại nhanh nhất có thể giúp cho Tulen chúng ta cấu rỉa máu. Và Tulen một trong những vị tướng đầu game, một trong những vị tướng pháp sư đầu game rất mạnh nha. Chứ đầu game vị tướng này không yếu ớt một chút nào đâu. Solo rất dễ với cái chiêu 2 này, chúng ta lướt liên tục. Một là để né kỹ năng, hai là để cho chúng ta cơ động hơn, kèm theo là chúng ta có thể tạo được cái nội tại nhanh hơn. Tiếc vậy, mình tưởng mình ăn được mạng chứ. Đấy, chơi đường giữa các bạn thì nhìn thấy là mình đảo đường liên tục luôn. Cái đường giữa kia là mình cũng không ở lại một chút nào, mình toàn đi đảo đường, đẩy lính cao lên là đảo đường ép trụ luôn này. Ép luôn trụ này. Có tỏ lo cái gì, ép trụ đi, trời ơi. Có mạng đây chứ đâu, có mạng rồi, siêu việt cho. Sao voi ăn mạng ghê vậy? Rồi có mạng nữa nha, xong cái trụ này nữa. Nhưng mà tình hình là cái trụ đường giữa, cái trụ đường trên đang gặp nguy hiểm này, chúng ta về quê hương nhanh lên. Về nhanh trước khi quá muộn, mọi chuyện quá muộn màng. Trời ơi, xong cái trụ của tôi rồi. Giờ mình chạy lên mình hỗ trợ xong giết được Ari không? Ari nó có 3 lần lướt rất cơ động. Hình như biến về rồi sao ấy. Trong trận đấu này mình chỉ là việc đó là gây sát thương vào những cái vị tướng như là quyền vương rất dễ ăn. Thật sự rất dễ ăn, kể cả theo nát thôi anh em ơi. Đấy, và tốt nhất là Tulen không nên mở giao tranh nhá. Thiên hướng là chúng ta đợi đồng đội vào, chúng ta sẽ nhảy vào sau, chứ đừng nên nhảy vào trước. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ lên cái trang bị đó là Ném cháo, rồi ôi hay thế. Hay thế, nhưng mà mình tiếc quá cái lôi điểu mình nó hơi chậm. Rồi ba lốc kìa, cẩn thận đi. Vừa đi vừa cấu thôi. Rồi hay lắm, đã một kill rồi. Đây mình sẽ hỗ trợ bạn nhiệt tình. Ôi thỏ phê cỏ thật sự rồi. Thỏ phê cỏ rồi. Mình chỉ đứng đã ngắm nhìn thôi các bạn ơi. Hỗ trợ hầu như cái mạng nào của mình cũng có điểm hỗ trợ luôn. Hầu như là cái mạng nào của thỏ cũng có mình hỗ trợ. Megakin, một megakin rất tuyệt vời. Trận này đã được đồng đội gánh. Vừa xong thì thỏ phê cỏ thật rồi anh em ơi, mét thỏ rồi. Để cho thỏ ăn megakin thì các bạn biết là nó xanh như thế nào, mình chắc không cần đánh nhiều nữa đâu. Cái tốc độ của nó bây giờ là quá cao. Bình tĩnh thỏ ơi. Đấy, thỏ bây giờ rất là lực luôn. Lực những bạn đừng hổ báo quá ơi. Có siêu máu kìa. Thôi xong rồi thỏ ơi, cái kia hỗ trợ cả. Rồi thỏ chết rồi, thỏ đi xa quá rồi. Đồng đội đã cố gắng, gia đình thương tiếc báo tin. Gia đình thương tiếc báo tin và các bác sĩ đã cố gắng nhiệt tình. Ok, mình sẽ sử dụng tốc biến vào đây nha. Tốc biến vào có mạng, nhưng mà tiếc quá, mà lốc vẫn chạy về được. Cái lôi điện mình nó không giật được thẳng vào. Tiếc quá, cái nội tại mình nó không giật thẳng vào mà lốc kìa, không là có mạng rồi. Thật sự rất là đáng tiếc luôn đấy. Ok, hiện tại thì anh em thì nhìn thấy qua cái lượng hút máu của mình. Người ta là hút máu phép. Đấy, không việc gì biến về cả. Kèm theo trong trận đấu này được mana, được bùa xanh bùa đỏ liên tục. Có quyền trượng rồi. Làm gì gắt với bạn. Bình tĩnh nha, mình sẽ phải té từ có đồng đội mình đằng sau. Nhưng mà mình phải té trước đây. Quả cầu băng xương. Từ từ tà thần này. Chơi luôn tà thần đã. Ăn tà thần nhanh. Cái gì đây, bỏ tà thần nhanh, bỏ, không ăn được. Bỏ quá, người ta gọi là bỏ qua. Chứ bây giờ chơi làm sao được đây. Có ba lốc, có Ari này, nó bắt được rất là tốt. Trận đấu này chắc là có lẽ mình phải té té xa ông thỏ kia ra. Nó tập trung bắt thỏ, mình đứng cạnh là mình bị chết lây. Chơi luôn. Chơi được mà, cố gắng hỗ trợ thỏ này. Chưa cuối vào lôi điểu, có một mạng đây. Tiếp tục chạy lên trên. Có ba lốc, ôi đông quá, 3-4 người cơ. Một mình, cân cả thế giới được mà. Ok, cân cả thế giới đây, có mạng nữa. Chạy đâu bạn ơi, một mạng nữa này. Khổ lắm, là chạy về hết rồi. Không đuổi được rồi. Khổ lắm, Tulen da đen này. Tulen da đen chân ngắn. Cao 1m52, nặng gần nửa tạ. Bây giờ anh em thì chỉ đây tin bạn ăn được cô xíu mạng thôi.
vẫn chưa đầu hàng, đây là bức danh cao, đánh toàn thiên về late game. Nếu mà nói về đội hình late game thì team bạn late game rất mạnh nha, cũng rất là mạnh đấy khi mà có Arima lốc. Team mình chỉ được một cái trợ thủ thôi chứ còn không có nhiều cái khả năng chống chịu. Tà thần thì chưa chơi được thì chúng ta ăn tạm rồng đi. Bây giờ cần có sự kêu họ. Đây rồi, rồng luôn. Không ăn được tà thần thì chúng ta chuyển qua rồng có gì đâu. Ăn rồng theo mình cảm nghĩ, nếu mà ăn rồng ôi mạnh thế cũng đau đấy. Mất được cái máu này. Cái thiện điểm này ăn rồng thì nó cũng rất là phù hợp. Đó, có quả cầu băng xương rồi. Và khi mà có quả cầu băng xương thì mình không phải lo vấn đề gì cả, tại vì là mình có khả năng bất tử trong giao tranh. Dù sao thì kích hoạt nội tại trước, sau đó sử dụng cái bất tử này là quá phù hợp. Rồi, đánh nhau. Cẩn thận, Malok nó chưa cuối, biết ngay mà. Từ từ nha, mình đứng ra sau thôi. Có gì là mình sẽ đứng lại. Ôi, đau, thôi, Ari kia. Biết ngay mà. Đấy, giết tôi đi, mình có bất tử mà. Có mạng đây. Ô lắm, cứ nhìn thấy mình là cứ lao vào cơ. Tiếp tục đi nào, chiêu 1. Bình tĩnh nha các bạn ơi. Nó còn liên đít. Ô thôi kìa, đau quá vậy trời. Mình không nghĩ là cái sát tương nổ đến từ chiêu cuối liên đít lại mạnh đến thế đâu. Cô này rằng cô nàng này đang thiên hướng về tanh thì phải lên áo choàng băng giá thôi. Áo choàng băng giá nhìn có vẻ trâu chó hơn. Mình đang cố gắng lên được cái khả năng xuyên giáp phép, đó là cái quyền trượng. Ở đâu không phải quyền trượng mà trượng hỗn mang. Trượng hỗn mang rồi, hầu như là ai cũng đều lên giày kiên cường kìa. Ra luôn tà thần, mất tà thần bây giờ. Ok, tiếp tục nào. Tu lên da đen tới luôn. Cao mét 52, nặng gần nửa tạ. Một con lợn. Đây là một con lợn. Mình nói vậy hơi bị phũ phàng dành cho Tu lên. Nhưng dù sao thì đây chỉ là cái tính chất là vui vẻ thôi. Nước bụi nha, bây giờ chơi phong cách nước bụi. Chứ còn bây giờ đánh combat cầu thải thua ngay. Team bạn nhìn thế thôi, Lidit rất là mạnh luôn. Bảo cây được mình và thỏ thì có khả năng thắng rất cao. Để mà nói và team mình mở combat thì rất là khó anh em ơi. Không có một người nào cơ động thể lao thẳng vào combat trong trụ cả. Thế là lúc nào phải kéo đối phương ra ngoài. Như là phát này này, kéo ra ngoài, đúng rồi. Mình không dám lao thẳng vào đâu. Mình chỉ đứng đằng sau Malok mở combat trước rồi. Chơi Malok luôn. Từ có cân vương trong bụi này. Trời ơi, móc là sao. Làm sao phải bắt được AD nó cơ. Nó 2 AD bắn rất là nhiệt luôn. Thỏ ơi, bình tĩnh nào. Lôi điểu không chết được. Có người trong bụi này. Có mạng. Rồi, có một mạng nữa, thêm Ari giữ chân lại. Bình tĩnh nào, có Lidit đây. Lidit lên bảng điểm số này, mình cân được cả hai mà. Chơi vào, đầu tư cả tốc biến. Mình không ăn được mạng của bạn nữa thì thôi đấy. Một mạng nữa, wow, một con số cực kỳ đẹp. 10 mạng. Mới mất Jin một lần, người ta ở Trinh ơi đi xa quá. Mình bị mất một lần rồi. Ok, chúng ta sẽ vào và kết thúc trận đấu luôn nha. Và kết thúc trận đấu luôn rồi anh em ơi. Ari này. Nhưng mà mình nghĩ là không kịp rồi. Mà lúc nó sắp ra rồi, Ari nó thủ trụ rất là chắc. Đúng tất là dọn lính rất nhanh, thôi bỏ đi. Khổ quá, khổ ghê, không giết được luôn. Chúng ta tới luôn, tà thần nào. Xe ra. Chúng ta ra luôn tà thần đi. Hiện tại thì cũng bị mất 50%. Mất đi cái hiệu ứng thổ lộ rồi. Mất đi hiệu ứng 50%. Đến từ cái nguyên rủa hắc ám. Nhưng mà vừa xong bị lộ rồi, không ăn được. Bị lộ rồi, vừa xong mình dẫm ở bẫy của Lindis, đặt rất thông minh. Rồi ra tranh rồi. Đánh nhau lớn thôi. Tu lên da đen sử dụng kỹ năng, có một mạng cho thỏ. Tránh xa Malok kìa. Bắt Lindis là chủ yếu nha, cố gắng nào. Thôi xong rồi, tìm nát rồi. Còn một mình tôi thế này, đồng đội thì đằng sau bị khép góc rồi. Uầy, thỏ làm cái gì vậy, thỏ cân à? Thỏ cân cả thế giới à? Đừng bảo thuộc hai cái Magakin à? Đừng bảo trận đấu này bạn này chưa phê vậy. Hai mega kin trong một trận đấu luôn. Bét thỏ Việt Nam rồi. Không thể tin nổi. Cái hai mega kin ước gì chia cho mình một cái đi. Mình cũng cống hiến nhiều mà. Tôi cống hiến hẳn 14 mạng hỗ trợ như thế này. Ok, hai cái mega kin rất là tuyệt vời. Chúc mừng thỏ và chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu luôn tại đây nha em ơi. Trận đấu này mình mờ nhạt quá. Bị lép với so với thỏ quá. Nhưng dù sao thì Tu Len vẫn là một trong những vị tướng gánh team rất tốt. Tu Len da đen, cao mét rưỡi, nặng gần nửa tạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.
đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.